xin cảm ơn quý khán giả vẫn đang diễn màn hình của Đài Sài Gòn TV. Chúng tôi xin được trở lại phần 2 của chương trình Sức Khỏe Và Đời Sống. Và trong chương trình này, tôi và bác sĩ Jonathan Lâm này đang nói về prenatal care, là săn sóc cho những bà bầu, phải không? Ok. Yeah. Thì phần 2 này mình sẽ nói về nutrition, ăn uống, sao tốt cho mẹ và cho baby nữa. Thì mình có câu là bây giờ người có bầu rồi phải ăn double, ăn gấp đôi, có đúng không? Dạ không, cái đó không mình một chút nữa mình sẽ nói. Dạ thường thường mấy cái nutrients, mấy cái chất mà rất là cần bổ dưỡng cho người mẹ và em bé là chất calcium, ai cũng biết hết tại phải làm xương mà. Rồi cái chất folic acid và iron giống như là chất sắt để cho làm máu cho em bé và mẹ. Còn chất folic acid á, thường thường là nó làm cho cái màng não của mình, cho development của baby nếu mà mình không thiếu. Phần thần kinh này kia rồi. Dạ, thần kinh. Okay. Nếu cái đó, nếu không có thì không có tốt. Calcium á, mình nói là calcium là cần thiết cho răng với xương phải không? Mỗi ngày á, thường thường FDA á, nó nói recommendation á, là người bình thường á, 1000mg ở đây. Còn nếu mà mình có thai á, thì họ recommend mình lên chút, khoảng chừng 1300mg. Ok. Dạ, phải không? Dạ, đúng không? Với lại mình ăn uống á, cái gì có, cái đồ ăn nào có vitamin D vậy anh? I'm sorry, thì, vitamin calcium. Thì đương nhiên calcium thì sữa, cheese, mấy cái đó thì người Á Đông mình lại ít ăn. Yeah. Thì đa số là mình phải uống thuốc bổ thêm thôi. Yeah. Với lại thường thường mấy người có bầu thì đi bác sĩ thì họ viết cho cái toa, họ kêu là prenatal care vitamin, tức là cái vitamin cho người bầu, người có thai thì nó có đủ tất cả chất sắt, rồi chất folic acid, rồi chất calcium thì nó hơi khác hơn, nó có thêm hơn mấy cái chất đó ngoài cái vitamin D thường, là tổng cộng thường thôi. Thường thường đồ ăn thì em nói milk, yogurt, cheese, rồi broccoli, mấy cái súp lơ rồi đó, rồi cái giống như tàu hũ hay orange juice bây giờ họ cũng bỏ calcium vô nữa. Thì nếu mình ăn thêm, muốn thêm một chút vậy thì cũng mình cũng có thể, nhưng mà prenatal vitamin thì rất là important. And hồi nãy cái topic kia mình nói vitamin D phải không? Đúng rồi, mình cần có vitamin D để absorb calcium, cho nên nếu mà người mẹ đã thiếu thì rất là cần thiết để mình lấy ăn thêm một chút vitamin D. Rồi thường thường á, trung bình là cái người họ có bầu họ lên cân khoảng chừng bao nhiêu là tốt, là cái trung bình? Dạ thường thường nói là 15 cho tới 20 pound thôi, đừng có hơn, tại em bé cũng 7-8 pound, em bé Á Đông rất là nhỏ, không có bự 10 pound giống như em bé của những người Mỹ ở đây. Rồi á thì nhờ placenta giống như cái nhau, rồi cái tử cung, cái nước ở trong đó nó lên cũng khoảng chừng 8 pound là nhiều rồi. Xong mình cộng cái đó lại với lại thêm vài pound của người mẹ lên nữa thì nói 20 pound là đủ rồi. Vậy thì nếu mà thêm nữa thì xanh rồi á, rồi mất công phải đi exercise. tức là nếu mà cái bầu thai mà nó, cái người có bầu mà tự nhiên thấy mình cái cân mình nó lên nhanh quá đó, thì cũng là một cái, chỉ có thể một triệu chứng là một là trong cái bầu thai nó nước nhiều quá thì nó cũng không tốt, hay là biết đâu có sinh đôi sinh ba trong đó. Với lại mà mình nói về ăn á, mình có phải ăn cho hai người không? Dạ thì không. Hồi nãy có là câu hỏi tôi hỏi bác sĩ Hạnh. Thường thường em bé mà second trimester là qua 12 tuần rồi đó, thêm 300 calorie một ngày á là đủ rồi. Dạ thì cái đó mình, nếu mình tính ra đồ ăn á, thì là hai miếng bánh mì sandwich là đủ rồi. Tức đại khái là người mẹ có bầu thì sự thật ăn bình thường, ăn đủ vitamin D, có thể ăn thêm một chút xíu thì ok, chứ không có nghĩa là ăn double là ăn cho hai người. Nếu mình ăn cái kiểu đó đó, một á là em bé nó sẽ rất là lớn, nếu em bé mập quá sanh khó, rồi nó làm mình phải đi giải phẫu. Với lại như nói hồi nãy là cái đường, có thể đường nó lên, mà đường mà nó mình... lên nó làm em bé lớn, mà em bé lớn thì sanh ra có thể là bệnh khó thở, hay là bệnh người mẹ sanh ra không được là phải mổ này kia rồi. Cái cho đó nên, là rất nguy hiểm. Cho nên nếu mà mấy người mẹ có thai, nếu mà mình có cảm thấy mình muốn ăn cái này ăn cái kia đó,
thì vẫn ăn được, nhưng mà ăn ít thôi. Okay. Điều độ thì thôi. Nói chuyện người có bầu với chuyện ăn uống, bây giờ có bầu với lại tập thể dục, exercise hay là mấy cái chuyện đó cần kiêng cử gì không? Dạ thì không. Em nếu mà người mẹ rất là active, giống như những người mẹ mà chạy marathon hay là ưa đi chạy, đánh tennis đồ thường á, họ vẫn làm những cái việc đó được. Nếu mà with the exception á, nếu mà họ exercise mà họ bị chảy máu từ tử cung ra thì không, không nên. Nếu mà bình thường á, mình rất là cần phải keep active. Chứ để một á, là mình tập cho cơ thể của mình mạnh khỏe, cho nên tới lúc mình xanh á, thì dễ xanh hơn. Rồi cái thứ hai á, là mình nếu mà mình tự mà từ active mà mình giờ mình không làm gì hết á, thì mình sẽ lên cân. Rồi mình lên cân rồi rất là khó xanh, rồi rất là khó lose weight. Sự thật cái người có bầu nếu mà họ đi tập thể dục bình thường, họ exercise rồi họ xanh là dễ hơn chứ phải không? Dạ. Yeah. Tức lúc đó nó xanh dễ hơn, tại vì cũng cần sức để đẩy đứa bé ra. Dạ. Yeah. Thì sức khỏe của người mẹ dẻo dai hơn một chút. Với lại có nhiều cái sport activity nếu mà nguy hiểm thì không nên, giống như trượt tuyết hay mấy cái đó thì mình dễ té. Thì cái đó thì không nên. Chứ nhưng mà cũng có tới một phần nào thôi chứ. Ví dụ như cần một tháng trước khi sanh hay là vài ba tuần đó thì đương nhiên mấy cái đó chắc không phải ngừng hết, ngoài cái chuyện đi bộ là bình thường thôi. Đi bộ và swim, đi bơi. Đi bơi à? Lúc nào cũng được hết. Với nếu mà mấy cái vigorous activity giống như chạy đường trường hay cái gì đó thì tới mà một tháng trước khi mình sanh, cơ thể mình cũng không chịu không nổi đâu. Đúng. Người mẹ cũng không làm vậy. Với lại nhưng có mấy bệnh khác, ví dụ như là bệnh suyễn hay là bệnh allergy này, nó làm cho người mình dễ hơi bị nghẹt mũi hơn, là bị hơi khó thở hơn. Cái bệnh suyễn này thì nói lúc có thai thì nó cũng different lắm. Có nhiều người mẹ lúc mà bệnh suyễn có thai họ đỡ. Okay. Rồi cũng có 1% là một số nhỏ họ cái bệnh suyễn họ rất là trầm trọng, rồi họ phải ở trong nhà thương nữa. Bác sĩ Hạnh nhắc hồi nãy nói là thí dụ như trong lúc có bầu có thai, nếu mà có ra máu gì ở dưới cửa mình này kia, cái đó là quan trọng, là tất cả phải đi tìm bác sĩ. Hay là nhất là cái bầu thai sắp sửa mới bắt có bầu đó, nếu mà có là phải, nhất là có đau nữa, xin nhắc lại là phải đi gặp bác sĩ. Nếu mà không có hẹn được bác sĩ thì phải có thể đi cấp cứu emergency room. Thì họ phải làm một cái siêu âm tức khắc để coi cái bầu thai là có nằm trong cái tử cung không. Nếu mà nó ngoài cái buồng trứng á, cái đó rất là nguy hiểm. Vẫn có bệnh nhân là bầu thai nằm trong cái ống dẫn trứng thì nó bung cái ống đó đi á, là có thể là ra máu. Mình có thể internal hemorrhage, có thể chảy máu trong bụng tới chết. Tới rất là nguy hiểm, rất quan trọng. Còn cái điều này rất là hơi khó hỏi chút xíu, nhưng mà đa số chắc là mấy ông xã cũng muốn cần biết là thí dụ như bà xã có bầu rồi còn làm ăn gì, giao hợp gì được không? Chúng tôi để họ lo, họ sợ cái gì có nguy hiểm. Thì vợ chồng gần gũi trong lúc có thai á, thì theo training á, thì nói là không có sao hết, không có hại cho em bé gì. Nếu mà mình có quan hệ vợ chồng mà mình bị chảy máu từ tử cung hay từ trong âm đạo á, thì nên ngừng. Thì đa số là chảy máu hay là đau là phải đi tìm bác sĩ. Hay là trong lúc nào không cần biết là mấy tuần, mấy tháng có bầu mà cứ đau là có cái cảm giác thì không có đúng thì đương nhiên phải đi. Mình nói đây là nói tức là có bầu bình thường thôi, tức là normal process. Còn cái chuyện rượu thuốc rồi sao? Thì ai cũng cái này là no brainer, khỏi nói cũng phải nói rượu là không. Definitely not. Cái đó bỏ hết, tại vì là rượu nó sẽ ảnh hưởng bào thai, đứa nó nhỏ sẽ bị bệnh, dây thần kinh, có nhiều cái bệnh của thì, baby. Fetal alcohol syndrome rất là bệnh, rất còn là common. Cái phần mấy thuốc mua ngoài chợ rồi sao? Cái thuốc em cũng có cái PowerPoint listed, cái đài truyền hình sẽ bỏ lên đằng sau đằng cho quý vị coi. Có một vài loại thuốc mình safe in pregnancy là listed out. Nếu mà mình đau nhất cái gì đó, uống Tylenol được. Không có uống Motrin nha, không có uống aspirin. Tức là rất quan trọng là Tylenol được, không có thuốc giảm đau nói gì là Advil, Hay là Motrin, hay là cái gì kia là chống nhức, chống sưng, chống nhức là anti-inflammatory đó. Cái đó nó sẽ affect cái valve của cái tim của baby, của em bé. Là không uống được cái đó.
Rồi nếu mà mình có sổ mũi hay cái gì đó thì thuốc Sudafed á được, nhưng mà phải hỏi dược sĩ họ mới mua, họ đưa cho. Hay là mình uống thuốc dị ứng như Claritin, Claritin, Benadryl, thuốc ngứa, thuốc sổ mũi rồi sơ sơ thì ok. Không phải Claritin thì được, nhưng mà Zyrtec với Allegra là không được nha. Tại hai cái loại thuốc đó đủ là thuốc dị ứng nhưng mà nó category C. Đúng là rồi. Họ không biết có phải là cho em bé có gì nguy hiểm hay không. Rồi nói mà mình ho đồ đó thì mình uống dextromethorphan là cái thuốc Delsym. Cái đó uống được. Rồi guaifenesin là Robitussin DM á, thì uống được. Mấy loại khác á, thì nếu mà không biết đọc ingredient á, thì không nên. Thì nói tóm tắt là đa số chỉ có được một tiểu số, chứ có một ít số thuốc ở ngoài chợ uống được thôi. Thì còn bao nhiêu đó thì tốt hơn là có uống thuốc gì thì phải nói bác sĩ, rồi cho bác sĩ sản khoa y khoa học coi, họ cho thí dụ như có bệnh cảm sổ mũi hay là nhiễm trùng gì đó thì họ có thể cho trụ sinh. Đa số mấy trụ sinh thì nó cũng an toàn. Nhưng mà cái đó người bác sĩ họ biết họ sẽ cho. Nhất là người Việt Nam mình ưa gì Việt Nam mua trụ sinh đó. Đúng rồi. Đừng nên uống mấy cái đó, hỏi bác sĩ trước nha. Tại cái loại Tây Tra hay là mấy cái loại Cipro hay gì mua từ Việt Nam qua đó, mấy cái loại đó uống vô thì nó sẽ affect teeth and bone của em bé production, cho nên không phải là mình bệnh chút là uống được. Vì nói tóm tắt lại thì cảm ơn bác sĩ Lại Hạnh lên đây để nói về cái làm sao mà chăm sóc cái bầu thai, nhất là bác sĩ Hạnh bây giờ đang có bầu. Thì cũng congratulations, chúc mừng, rồi cũng chúc sự may mắn. Thì cảm ơn anh. Thì sẵn đây mình cũng muốn transition. Chắc là Hạnh ngày mốt cũng cần phải take a little break. Cho nên anh Jonathan Lâm đã graciously agree to take over chương trình Sức Khỏe Và Đời Sống. Vậy em cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Thì có thể mấy show tới thì có thể mình là host, rồi mình tìm mấy người chuyên khoa, mấy người bạn trong ngành lên để mình nói chuyện thêm, trong lúc bác sĩ Hạnh có thể là nghỉ dài 3 tháng hay là bao lâu đó để take care cái baby này kia. Cái chuyện đó không sao. Anh Jonathan này là kinh nghiệm đầy mình, cho nên quý vị sẽ có rất là nhiều những cái chương trình rất là tốt coming up. Vậy thì mình cũng rất cảm ơn các quý khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Em cảm ơn Jonathan. Xin chào bác sĩ Hạnh.